Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ô tô. Có thể nói đây là chiếc xe ô tô quốc dân quý vị bạn nhé. Được mệnh danh là Toyota Thần Thánh ạ. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios. Và đây là cái phiên bản Toyota Vios phiên bản E số sàn quý vị bạn nhé. Xe được trang bị động cơ 1.5 lít, động cơ xăng kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Và chiếc xe này thì chắc quý vị các bạn cũng đã biết, ở thị trường Việt Nam mình thì phần lớn chắc là phải đến tầm 90% những chiếc xe Vios E số sàn hoặc là phiên bản limo đấy là chạy taxi, chạy dịch vụ quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết, thứ nhất là không taxi, không chạy dịch vụ, xe gia đình sử dụng. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 17 vạn km rồi. Chiếc xe này là chúng tôi vừa mới mua được, chúng tôi vừa mới nhận được chiếc xe này từ chủ xe đem ra đây. Và tôi đi qua về qua sân Mỹ Đình là tôi đem đây, tôi quay luôn cho quý vị bạn cùng xem đây ạ. Giờ chiếc xe này thì chúng tôi đang bán tại cửa hàng chúng tôi tại 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 239 triệu đồng quý bạn nhé. Và chiếc xe được sản xuất năm 2010 với đời 2010. Chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa ạ, chúng tôi trả thẳng ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2010 số sàn này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios E này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios E phiên bản 2010 này. Mời quý vị và các bạn